Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm đưa Cẩu Nhãn vào Tử Thần Hư Linh Tháp, nhằm để cho nó một mình trấn áp vô diện quái vật, đó cũng chính là nhục thân của Cẩu Nhãn. Sau đó, Tiêu Viêm cũng đã tiến vào vết nứt không gian do tiên ma ý chí tạo ra và biến mất, mà lúc này, ở bên ngoài Vạn Thánh Ma Giới, thì Trung Cổ đang bị kim thương tấn công, đập ầm ầm phía trên núi bích của động phủ. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, hôm nay ta liền ở đây chấm dứt ngươi, giết ngươi nhiều nhất cũng bị trách phạt, thật sự đem ta chọc giận. Trung Cổ, Kim Thương nghiến răng nghiến lợi trầm giọng mở miệng, thực lực của bản thân hắn liền rất mạnh, Trung Cổ làm sao có thể là đối thủ của hắn, đó là đương nhiên, ta tin tưởng Kim Thương đạo tử có phần thực lực cùng lực lượng này, dù sau lưng chỗ dựa phía sau, phóng nhãn toàn bộ Vạn Thánh Ma Giới, ngoại trừ tôn chủ, Kim Thương đạo tử còn có ai không dám giết. Trung Cổ ổn định thân hình, xóa đi máu tươi ở khóe miệng, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, lời của hắn lúc trước không có cơ hội phát huy ra. Nhưng hôm nay, Trung Cổ nhất chiến thành danh về sau, mới có danh vọng nhất định, với lại lời vừa nói ra, không khác gì đang nói Kim Thương đạo tử hoành hành bá đạo, không tuân theo pháp quy, như thế càng khiến cho nhiều người tức giận, như hắn dự đoán, xung quanh truyền đến không ít tiếng nghị luận, hiển nhiên, Kim Thương bá đạo cũng không chỉ là lúc này, ngày bình thường cũng là hoành hành càn rỡ, người đối với hắn bất mãn người có cả khối, ra hỏa mạnh miệng, hy vọng thực lực của người cũng cứng rắn như miệng của ngươi. Sắc mặt Kim Thương khẽ biến, hiển nhiên ở trong lời nói nhanh mồm nhanh miệng của Trung Cổ, làm cho tâm tình của hắn vẫn là xảy ra một chút biến hóa. Đến mức Kim Thương giờ phút này nắm chặt nắm đấm, cũng không lại lần nữa hướng Trung Cổ xuất thủ, thất thần làm cái gì, Kim Thương đạo tử bá đạo như vậy, đến a, ra tay giết ta nha. Nhìn thấy Kim Thương do dự, Trung Cổ tại lúc này lại lần nữa đổ thêm dầu vào lửa, sở dĩ để cho Trung Cổ giá bá khí như thế, cũng không phải là nhất thời lỗ mãng, còn có Tiêu Viêm lúc rời đi cho hắn lực lượng, phía sau Kim Thương có tôn chủ tọa trấn, trước khi Tiêu Viêm đi, dặn dò qua Ngưu Yên tôn chủ, cho nên Trung Cổ chân chính lực lượng là tới từ căn dặn của Tiêu Viêm, chỉ là Trung Cổ không xác định Ngưu Yên tôn chủ có thể đối phó với hắn hay không. Lấy Trung Cổ ở bên trong Di Thiên Đại Giới nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Ngưu Yên, cả hai quan hệ tất nhiên không phải bình thường, cho nên Trung Cổ kết luận Ngưu Yên nhất định sẽ ra tay giúp hắn. Kim Thương bị khích tướng, nắm đấm lập tức nắm chặt, vào lúc này nộ khí lại càng dâng lên, một cước liền đá vào phần bụng của Trung Cổ, lập tức lại lần nữa làm cho Trung Cổ bắn ngược ra, nhưng những công kích này cũng không thể trọng thương mặt sát Trung Cổ, dù sao đều là thực lực đế chi bất hủ. Công kích như vậy, phần lớn thanh âm cũng chỉ như hạt mưa, thực lực của Kim Thường đạo tử chỉ thế thôi sao, như này muốn giết ta cũng không đủ. Âm thanh của Trung Cổ lại lần nữa từ bên trong bụi mù đá vụn kia truyền ra, chậm rãi lại đi tới trước mặt Kim Thường đạo tử. Kim Thường đạo tử tốt nhất hiện tại liền giết ta, có thể đợi đến có một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Trung Cổ đem khuôn mặt xích lại gần Kim Thương, thấp giọng ở trước mặt hắn nói ra, một câu nói kia, triệt để là chọc giận Kim Thương, chỉ thấy hắn trực tiếp bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, bắt được đầu của Trung Cổ chính là hướng xuống đất đập tới, ầm vang một tiếng, Trung Cổ toàn bộ thân hình co quắp ngã xuống đất, Kim Thương giơ chân lên, tiếp tục hướng phía Trung Cổ dẫm đạp tới, thân hình của Trung Cổ lập tức chật vật không chịu nổi, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng vẫn như cũ dùng ánh mắt tàn nhẫn gắt gao nhìn xem Kim Thương, cái này khiến Kim Thương sát tâm càng đậm, chỉ là một cái bước thứ ba. Ngươi dựa vào cái gì dám? Trong tay Kim Thương một thanh trường thương ngưng hiện, thân hình như rồng, mũi thương gào thét ra, bỗng nhiên đâm vào trong lông ngực của Trung Cổ, chống đỡ lấy thân hình của Trung Cổ, đánh tới động phủ sơn bích, ầm vang một tiếng, thân hình của Trung Cổ bị một thanh trường thương sinh sinh đính phía trên sơn bích, đầu tóc rối bời không chịu nổi, trên người dính đầy vết máu. Trung Cổ, mạng này ngươi muốn hay là không muốn? Kim Thương đạo tử muốn giết liền giết, chỉ là một cái mạng, không cần phải nói. Việc đã đến nước này, trong mắt Trung Cổ vẫn phi thường kiên nghị như cũ, không có bất kỳ cái cúi đầu hoặc là chịu thua gì. Cái này khiến Kim Thương ở trong vô số ánh mắt xung quanh rất là mất mặt, ngược lại có một loại cảm giác bị Trung Cổ trêu tức. Nếu ngươi đã không để ý tính mạng của mình, vậy liền bắt đầu từ bọn họ đi. Kim Thương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ba người cận Đông Minh, Long Bưu cùng Vĩnh Đông. Mạt sát Trung Cổ có lẽ sẽ bị trách phạt, bất quá giết mấy cái thần nô, lại là dâu ria, chỉ thấy có 7-8 đạo thân ảnh đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm nhìn về phía ba người. Cận Đông Minh thì là tản ra khí tức cường đại, nếu muốn chiến, hắn ngược lại là chưa hề sợ qua. Long Biêu mặc dù nội tâm sợ hãi, mặt ngoài lại là hoàn toàn nhìn không ra. Đến, ta ngược lại muốn xem ai sợ ai. Long Biêu bày ra một bộ tư thế tùy thời muốn chiến đấu, dáng vẻ thấy chết không sợ, thực lực của hắn cũng không tầm thường. Thậm chí cho đến trước mắt, chưa hề hiện ra qua thực lực trên chín của hắn, có thể tránh tuyệt đối không lên tiếng, có thể chạy tuyệt đối không dùng sức mạnh, nói tóm lại, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ, bắt hắn trước, hắn âm ý, ánh mắt 7-8 đạo thân ảnh nhất thời tập trung vào Long Bưu, lập tức làm cho Long Bưu mặt lộ đắng chát, cả người đều là thân nô, làm gì chém chém giết giết, trong đó nhất định có hiểu lầm. Huống chi thật muốn đánh, ngươi phải hỏi hai vị bên cạnh ta có nguyện ý hay không, thực lực của bọn hắn cũng không phải các ngươi có thể chống đỡ. Long Bưu nói xong, quay đầu nhìn lại hai bên, Cận Đông Minh cùng Vĩnh Đông chẳng biết lúc nào lui về phía sau mấy bước, lưu một mình hắn đứng lặng phía trước, không đợi Long Bưu lại nói tiếp, 7-8 đạo thân ảnh đã xông tới, trực tiếp đối với Long Bưu liền bắt đầu xuất thủ, đối mặt 7-8 người vây công, oanh một tiếng, Long Bưu một đạo đả kích cường liệt, đem đám người đánh văng ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí trong tay nắm lấy trường kiếm, cái này là ma sát tiên kiếm trước kia từ Kim Thương đạo tử đoạt được, cũng là một kiện sát khí. Nhưng vào lúc này, 7-8 người đều là lật bàn tay một cái,
hẳn là một trong tay mỗi người cũng nắm một ma sát tiên kiếm, lập tức liền để Long Bưu trợn tròn mắt, đừng ngồi yên không để ý, đồng loạt ra tay nói không chừng còn có cơ hội chiến thắng. Long Bưu nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhìn về phía hai người Cận Đông Minh cùng Vĩnh Đông, nếu như chưa từng hiến tế nguyên thần tinh huyết cho Tiêu Viêm, hắn thực lực bát tinh nguyên thần, mấy người kia chớ nói đánh, nhưng có thể làm được hoàn toàn không sợ, nhưng hôm nay thực lực rơi xuống, chỗ mi tâm bốn khỏ tinh ngấn ảm đạm, không cách nào lại để cho Vĩnh Đông ngạo nghễ, cùng thực lực của Cận Đông Minh còn chưa bằng Long Bưu, thật sự muốn chiến, rất khó địch nổi Kim Thương đạo tử những thần nô tinh nguyện này, cũng phối hợp vũ khí thượng đẳng, chiến lực hắn nhất định đã chuẩn bị, vài đạo kiếm khí thẳng đến Long Bưu, thấy thế, Long Bưu lập tức triển khai tốc độ cao nhất tránh né, Cận Đông Minh cùng Vĩnh Đông cũng không thật sự ngồi yên không lý đến, bọn hắn vốn không có tình cảm gì, chỉ là lúc này bọn hắn như là châu chấu trên dây leo, nếu không xuất thủ, kết cục sẽ giống nhau, ba người đã bắt đầu phản kích, không mất nhiều thời gian, sự chênh lệch về thực lực cũng lộ ra, ba người thân hình hơi có vẻ chật vật, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương, chỉ có thực lực của Long Bưu mạnh mẽ một chút, cũng làm cho đối diện không dễ chịu, các ngươi nếu ngay cả ba người bọn họ cũng không giải quyết được, lưu các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Kim Thương đạo tử nhìn thấy chiến đấu có đến có lui, lập tức để cho hắn nổi giận, đây chính là trang bị vũ khí tốt nhất, có tự tin tuyệt đối, tại đạo tử bên trong vạn thánh ma giới, thực lực của thần nô không tính đỉnh tiên cũng ở hàng đầu, không nghĩ tới đối chiến với ba người đều có chút mệt mỏi, theo Kim Thường đạo tử quát mắng, sau khi 7-8 người mặt đối với sinh mạng nhận uy hiếp, lập tức ánh mắt biến đổi, sát cơ càng tăng lên, nguy rồi, mạng nhỏ phải bỏ lại nơi này, Long Bưu khổ sở nói, cả đời này của ta như dẫm trên băng mỏng, không nghĩ tới, Long Bưu hai hàng nước mắt rơi xuống, thời điểm ở trong sân Tu La thần nô, dưới tay Kim Thương, mặc dù nhìn dùng hết toàn lực, nhưng kỳ thực nhiều nhất chỉ dùng không tới 7 thành thực lực, có thể chiến bại thì chiến bại, lấy tự thân an toàn làm thượng sách, mỗi một lần Long Bưu đều có thể hiểm cảnh còn sống, hiện tại một lần nữa, để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong, ba người vây tại một chỗ, bị bao vây từ phía, 7-8 người thực lực đồng đều ở phía trên bọn họ, lại thêm khí thế vốn yếu hơn một phần, coi như chiến thắng chỉ sợ cũng khó mà sống sót, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện có cứu tinh xuất hiện, bằng vào chúng ta sợ là không giải quyết được vấn đề lúc này. Long Bưu vẻ mặt đắng chát, mặt đối với mấy người đang đằng sát khí, thương thế của Cận Đông Minh cùng Vĩnh Đông càng nghiêm trọng hơn một chút, hai người cũng xuất hiện vết thương tương đối khó khép lại, cứ việc đều đang lấy tốc độ hồi phục tối khô lạc thủ, có thể 7-8 người rõ ràng sẽ không cho ba người bọn họ có bất kỳ cơ hội thở dốc, thế công chính là lại lần nữa đánh tới, làm cho ba người tiếp tục không ngừng tiêu hao trong chiến đấu. Rất nhanh, ba người mặc dù không có bị mặt sát, bất quá tất cả đều máu me khắp người, tựa hồ như nỏ mạnh hết đà, mà xung quanh Kim Thương hiển nhiên sớm đã làm đủ chuẩn bị, dùng cấm chế phòng hộ đại trận, cũng không đối với bốn phía tạo thành phá hư quá lớn, tranh đấu như vậy, cũng không phải vạn thánh ma giới không để ý tới, mà là trừ cái đó ra, Kim Thương nhất định là trước đó đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên cho dù là bạo phát tranh đấu kịch liệt như vậy, bên trong vạn thánh ma giới cũng không có người đến ngăn lại, như thế liền nói rõ hết thảy. Dù sao Kim Thương tại vạn thánh ma giới càng có thực lực, càng có bối cảnh, cũng càng có nhân mạch, trung cổ đạo tử, hiện tại thế nào, còn không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ sao, vốn dựa vào địa vị đạo tử của vạn thánh ma giới, muốn bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay, cho dù là đội chấp pháp, bọn hắn cũng sẽ không đến đây quản chút nào, bởi vì người tại vạn thánh ma giới liền, vẻn vẹn chỉ là một cái có tiếng không có miếng, một cái đạo tử thực lực thấp mà thôi. Kim Thương nắm trường thương đâm vào trên ngực trung cổ, bàn tay không ngừng dùng sức xoay tròn, máu trong ngực trung cổ trào ra, đau đớn cũng làm cho trung cổ biểu lộ chặt trở nên vặn vẹo. Lúc này trung cổ cũng không có e ngại chi sắc, bởi vì hắn biết lúc trước hết thảy phong quang đều là Tiêu Viêm mang đến cho hắn, Tiêu Viêm sớm muộn sẽ rời đi, hắn cũng nhất định sẽ đối mặt với một màn như thế này, trung cổ rất rõ ràng, nhưng ít ra Tiêu Viêm cũng từng để cho hắn ở vạn thánh ma giới thanh danh vang dội, trung cổ cũng không hối hận, cho nên ánh mắt của hắn không có bất kỳ ý sợ hãi gì, thật sự là kiên cường, rốt cuộc là cái gì để ngươi ngay cả chết còn không sợ, nói, ánh mắt trung cổ kiên nghị, để cho Kim Thương có chút thất thố, hắn cho rằng chỉ đánh bại trung cổ hết thảy, nhất định có thể để cho hắn cúi đầu, có thể trung cổ không có cúi đầu, cũng chưa từng nhận thua, Kim Thương phẫn nộ, đem trường thương trong tay từ ngực của trung cổ rút ra, sau đó liên tục đâm về phía nhục thân trung cổ, khiến cho toàn bộ phần bụng hoang tan khắp nơi, mấy cái lỗ máu ục ục phun ra bên ngoài, Kim Thương đã động sát tâm, không thể lại để cho trung cổ còn sống, với hắn mà nói, hậu hoạn như vậy tuyệt đối không thể lưu, trung cổ, rất tốt, ngươi để cho ta nhớ kỹ rồi cái tên này, ở bên trong bất hủ, tính được là một người cứng rắn, Kim Thương rút ra trường thương, hàn quang phun ra nuốt vào, sau đó đâm về phía trái tim của trung cổ, không nên, theo lý mà nói, viện binh nên xuất hiện mới đúng, Long Bưu phun một ngụm bọt máu, trên mặt cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Hắn thật sự hối hận tới tiên ma cổ giới cổ quái này, bị nô ấn nắm trong tay, để cho hắn vị bất hủ này, như nghẹn ở cổ họng. Tại Kim Thương nâng lên trường thương, chuẩn bị kết thúc trung cổ, thời điểm kết thúc trận khôi hài để cho hắn mất mặt đến cực điểm này, một đạo sấm sét vang dội bên tay Kim Thương, khi hắn quay đầu đồng thời, trước mặt một đạo lôi quang lấp lóe, hoàn toàn không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, thân hình bắn ngược ra, trên người lại càng hiện đầy lôi mang. Tại phần bụng huyết nhục nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu dữ tợn, thân hình của hắn bắn ngược ra, đến lúc đâm vào một bên sơn bích khác, thời điểm bụi mù tán đi, vừa nhìn thấy nó, tại phần bụng hắn xuất hiện một thanh đoàn thương, đem hắn đính ở trên sơn bích, lôi mang càng làm cho nhục thân hắn xuất hiện run rẩy. Mé, cứu tinh của ta thực sự đến rồi, Long Bưu thở phào một tiếng, ánh mắt nhìn trên trời, hai hàng nhiệt lệ từ gương mặt xẹt qua, một màn này hắn vẫn luôn chờ mong, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời ngày mai, giữa không trung đằng kia,
Một thân ảnh mấy hơi thở liền lấp lóe đến trước mặt mọi người, tốc độ kinh người, đồng thời tản ra khí thế cực kỳ mạnh. Thân ảnh đang thông qua tiên ma ý chí xé mở hư vô vết nứt, là Tiêu Viêm dùng thời gian cực ngắn liền đi tới vạn thánh ma giới. Chỉ là cùng lúc trước không giống nhau, hắn không tiếp tục mang theo mặt nạ, hé ra khuôn mặt tuấn tú mà xa lạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ có chỗ cổ thần nô ấn ký, làm cho tất cả mọi người càng thêm ngạc nhiên. Khu thần nô cũng dám xuống tay với đạo tử, muốn chết. Kim Thương phun ra một ngụm máu tươi, cố nén thương thế, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Viêm. Ngoại trừ Kim Thương, Trung Cổ lúc này toàn thân run rẩy, không phải là bởi vì đau đớn, mà là Tiêu Viêm xuất hiện để cho nội tâm của hắn sinh ra xúc động mãnh liệt. Vốn cho là duyên phận của hắn cùng Tiêu Viêm từ sau khi rời đi cánh cửa viễn cổ liền đã kết thúc, Trung Cổ không có chờ mong, cho nên khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm đến, lộ ra thần sắc vô cùng kích động, như là nhìn thấy một tôn thần Phật trong lòng mình. Đương nhiên, so với Trung Cổ, Long Bưu còn muốn khoa trương một chút, quỳ lạy trên mặt đất, đối với Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tự như là đang cầu khẩn cùng cầu nguyện, các ngươi còn thất thần làm cái gì, lên cho ta, giết hắn. Kim Thương lập tức tức giận, đối với 7-8 vị thần nô của mình chính là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lúc này 7-8 người chính là xông ra, từ bốn phía đem Tiêu Viêm vây quanh, nhưng lúc này trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Tiêu Viêm phát ra thực lực là bước thứ 8, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có một núi lớn phẳng phất đè ép, căn bản không thở nổi. Loại này theo lý mà nói, chỉ xuất hiện tại thời điểm thực lực xe biệt to lớn, mới có cảm giác kịch liệt như thế. Tại Kim Thương uy hiếp phía dưới, 7-8 người cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng, cùng nhau xông về phía Tiêu Viêm. 7-8 người thế công bao phủ, nhưng thân hình của Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên hư không tiêu thất. Khi xuất hiện lại, một nắm đấm vàng mấy trăm trượng đã bao phủ 7-8 người. Ầm ầm, nắm đấm vàng chút xuống, 7-8 người nhanh chóng tránh né, nhưng phần lớn đã trễ, đều hứng chịu tai họa, toàn bộ bắn ngược ra, nhao nhao phun ra một ngụm lớn máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều đang rung động, nếu là không có tránh thoát, một quyền này, bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể tiếp được, đều sẽ bị đánh thành phấn vụn nổ tung. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là che giấu thực lực, đây là thần nô của ai, vì sao lúc trước chưa bao giờ thấy qua, cực kỳ cường đại, thần nô như thế, chỉ sợ tính được là vạn thánh ma giới thần nô mạnh nhất rồi. Vô số ánh mắt nhìn ra xa, đều là bị một quyền lay động đất trời này làm cho rung động, liền ngay cả ánh mắt Kim Thương cũng chấn động, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh, lôi đình như sợi tơ hiển hiện, thời điểm hắn đạp ở trên cực lôi, thân hình chính là biến mất một cách kinh ngạc, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kim Thương. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là thần nô, đụng đến một sợi lông của ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Kim Thương lúc này cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, chẳng biết tại sao, chưa hề cảm nhận được cảm giác áp bách trên người bất kỳ một cái thần nô nào mãnh liệt như vậy. Ồ, ta không tin. Nói xong Tiêu Viêm khoát tay, tay liệt bắt đầu từ phần bụng hắn rút ra, hai ngón tay vừa nhấc, chính là lại lần nữa lôi cuốn lấy lôi mang hung hăng đâm về phía Kim Thương. Thủ ấn của Kim Thương nhanh chóng biến ảo, ở trước mặt hắn hiện lên một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh, cùng Tiêu Viêm bỗng nhiên đụng vào nhau, keng một tiếng, chiếc đỉnh lớn màu xanh của Kim Thương run lên bần bật, chợt tựa như không chịu nổi gánh nặng, ầm vang nổ tung. Lôi đình đâm về phía đùi của Kim Thương, khiến cho chân lúc này nổ tung. Người tới đây mau, thần nô tạo phản. Kim Thương cảm nhận được sinh mệnh mình nhận lấy uy hiếp mãnh liệt về sau, chính là khàn giọng giống to, bất quá cũng không có người xuất hiện, bởi vì Kim Thương sớm chuẩn bị qua, trong thời gian ngắn, ở vạn thánh ma giới đội chấp pháp sẽ không tới can thiệp. Kim Thương đạo tử hảo thủ đoạn, mua được nhiều quan hệ như vậy, liền là muốn đưa Trung Cổ đạo tử vào chỗ chết, bất quá tự hồ không nghĩ tới, mình tại vạn thánh ma giới cũng rơi vào hiểm cảnh như vậy, đúng không? Tiêu Viêm nhìn xem Kim Thương nửa người trên đã là máu thịt be bét, bất hủ chi lực, cứ việc để cho Kim Thương huyết nhục vỡ vụn lấy tốc độ thật nhanh khôi phục, nhưng hồ quang điện lưu chuyển lại là đang không ngừng xé nát lấy hắn. Ngươi cũng đã biết sư tôn của ta là ai, dám giết ta, ngươi cũng chạy không được. Kim Thương đạo tử trợn mắt tròn xoe, tự hồ còn muốn khoe khí thế đi để cho Tiêu Viêm e ngại. Dù sao trong này là vạn thánh ma giới, Kim Thương cho rằng ở chỗ này, một cái thần nô là vô luận như thế nào cũng không dám giết hắn, thật sự là khó gặp. Tiêu Viêm cười lắc đầu, thả ta ra, để cho bản đạo tử rời đi, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Kim Thương đạo tử tự hồ cảm thấy Tiêu Viêm sợ hãi, tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe vậy, đưa tay chính là cách không hướng phía Kim Thương vỗ oanh một cái, trên người Kim Thương huyết mục toàn bộ nổ tung, vị trí sơn bí đều là ngay lúc này nổ bể ra đến, lưu lại Kim Thương máu thịt bé bét. Ngụy Phong tôn chủ, cứu ta. Kim Thương rốt cuộc ý thức được trước mắt vị thần nô này không thích hợp, căn bản cũng không có e ngại qua phận của hắn, lúc này biết cái thần nô này là thật dám giết hắn. Lông mày Tiêu Viêm hơi nhíu, không muốn lại cùng Kim Thương quẩn nhau, dù sao đưa tới tôn chủ cũng là một chuyện phiền toái. Lúc này thân hình Tiêu Viêm khẽ động, nắm đấm khép vào, một quyền này đủ để đánh giết Kim Thương. Bây giờ Tiêu Viêm đế chi bất hủ đệ nhất nhân, nắm đấm Tiêu Viêm oanh ra từng tiếng như sấm, giống như đem hư vô cũng ép phát nổ. Ngay thời điểm nắm đấm Tiêu Viêm đánh về phía Kim Thương, khoảng cách chưa tới nửa cánh tay, một vệt sáng ngút trời giáng lâm, đem thân hình Kim Thương bao phủ trong đó, mà nắm đấm của Tiêu Viêm cũng đánh vào đạo ánh sáng trên vách đá này, nhưng cũng làm cả tường ánh sáng đột nhiên run lên. Thần nô cũng dám cắn chủ, một thanh âm lập tức truyền đến, nhìn xem phương thức tấn công của Tiêu Viêm, tựa hồ làm cho Kim Thương hồi ức lại, nhục thân chi lực khủng bố như thế lúc trước hắn nhìn thấy qua. Nắm đấm hiện ra kim quang, chính là nam tử trước mặt đánh bại Thiên Thuấn, là ngươi, giết thần nô ta đúng là ngươi. Kim Thương chỉ vào Tiêu Viêm,
toàn thân run rẩy. Tại Tu La Thần Đô trận chiến một trận về sau, Kim Thương trở thành đề tài nói chuyện trong lúc rảnh rỗi. Đương nhiên, nếu vẻn vẹn chỉ là nghị luận, sẽ không để cho Kim Thương mất lý trí muốn đi giết chết Trung Cổ như vậy. Nguyên nhân chân chính để cho Kim Thương có sát tâm mãnh liệt như thế, chính là sau trận chiến Thần Nô, hắn chiến bại, để cho rất nhiều đám con bạc của Vạn Thánh Ma Giới táng ra bại sản, hết sạch điểm cống hiến, những người này cũng sẽ không tại trên người mình tìm nguyên nhân, toàn bộ căn nguyên ở trên người của Kim Thương, bọn hắn đều cho rằng là Kim Thương nhường, có người cho là Kim Thương chủ quan mới chiến bại, sinh tử của Thần Nô cũng không trọng yếu, để bọn hắn thua, cừu hận liền sẽ càng giận kẻ đó, cho dù đại bộ phận cũng là dựa vào đặt cược Kim Thương mà dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một lần thất bại cũng đủ để cho Kim Thương ở lòng của bọn hắn thân bại danh liệt, ở trong vô số ánh mắt cừu hận, Kim Thương chưa hề cảm nhận được qua ánh mắt bị người khinh bỉ như thế, có lẽ cho dù giết chết Trung Cổ cũng không thể làm gì, có thể đây chính là trách nhiệm của Kim Thương, phảng phất giết chết Trung Cổ, hoặc là để cho Trung Cổ lại cùng hắn tại Tu La Thần Nô tranh tài một trận, hết thảy đều sẽ trở về, hắn vẫn như cũ có thể dựa vào Thần Nô, ở trong sân Tu La Thần Nô kiếm đầy bồn đầy bát, không dùng hết điểm cống hiến, như thế liền có thể đạt được Thần Nô càng thêm cường hãn, Thần Nô dám cắn chủ sẽ tan thành mây khói. Kim Thương không để ý thương thế trên người, mà là hướng về phía Tiêu Viêm tức giận quát mắng, nhìn xem Kim Thương cuồng vọng, bên trong ánh mắt Tiêu Viêm sát cơ lóe lên, tên này tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục sống ở trên đời này. Thân hình Tiêu Viêm đột nhiên hóa thành mấy trăm trượng, lại một cái nháy mắt, thân hình Tiêu Viêm trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng, cự nhân che khuất bầu trời, nắm đấm hiện ra kim quang, chính là tại mọi người còn chưa từng kịp phản ứng, chùm sáng hướng hắn đánh tới, bất chợt, chùm sáng hẳn là bị sinh sinh phá hư, sắc mặt Kim Thương kịch biến, có thể đã trễ, nắm đấm của Tiêu Viêm như lưu tinh rơi xuống, nghiền ép mà đến, bành, nhục thân của Kim Thương vốn chịu trọng thương, tăng thêm lúc này uy lực một quyền này của Tiêu Viêm, hắn không có khả năng chịu được, không, Ngụy Phong tôn chủ, cứu ta, cuối cùng ở trong một tiếng vang dội, nhục thân của Kim Thương sinh sinh nổ tung, sụp đổ hóa thành huyết vụ, Tiêu Viêm khoát tay, đem hồn phách muốn chạy trốn thu vào trong trấn hồn phiên, Thần Nô các ngươi, dám cắn chủ, muốn chết, đạo ánh sáng này bó buộc chủ nhân, rốt cuộc xuất hiện, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, thời điểm nhìn thấy Tiêu Viêm, Ngụy Phong lại hơi chấn động một chút, biểu lộ rõ ràng xuất hiện biến ảo, ánh mắt chợt từ trên người Tiêu Viêm dịch chuyển khỏi, phảng phất không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm, trong nội tâm Trung Cổ đắng chát, hắn cũng không muốn đem Tiêu Viêm hại đến hiểm cảnh như vậy, Ngụy Phong xuất hiện, thân ảnh ở xung quanh thấy thế đều là cung kính ôm quyền chắp tay, chỉ có Tiêu Viêm hóa thành hình thể bình thường, thân hình thon dài đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Ngụy Phong, việc này ta biết được, là Kim Thương xuất thủ trước, không tính cắn chủ, phạt Trung Cổ đạo tử chữa trị tốt hết thảy hư hao chiến đấu trong này, phạt các ngươi về môn hối lỗi. Ngụy Phong dừng một chút về sau, biểu lộ nghiêm khắc quát lớn, lời vừa nói ra, xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, sau khi nói xong, thân hình Ngụy Phong khẽ động biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là tự như nhanh chóng trốn tránh, không dám chờ lâu một lát, liền ngay cả Trung Cổ cũng ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng Ngụy Phong nhất định tức giận, cùng Tiêu Viêm bộc phát chiến đấu, có thể Ngụy Phong nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, tựa hồ lại e ngại, sơ sài nói vài câu về sau, liền rời đi, Thần Nô cắn chủ đây là thực sự tồn tại, trước lúc này, một khi có Thần Nô xuất thủ, nhất định là chắc chắn phải chết, mà tình huống như vậy chưa bao giờ có. Thần Nô cắn chủ, tôn chủ lại ngồi yên không để ý đến. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.